những thảm họa thiên nhiên bất thường trong lịch sử. Con người thường trở tay không kịp trước thảm họa thiên nhiên. Tệ hơn nữa, có những thảm họa thiên nhiên diễn ra vô cùng bất thường, không rõ nguyên nhân, nhưng gây ra những hậu quả vô cùng tồi tệ. Thế giới đã không ít lần trải qua những thảm họa kiểu này. Và đến bây giờ khi nhắc lại, nhiều người vẫn cảm thấy rùng mình sợ hãi. Màn mây bụi khổng lồ thế kỷ 6. Khoảng giữa thế kỷ thứ 6, một đám mây bụi đặc quánh đột nhiên xuất hiện và bao trùm khắp hành tinh. Đám mây này có khả năng đã hình thành từ một vụ phun trào núi lửa ở vùng nhiệt đới hoặc do ảnh hưởng của một vụ nổ thiên thạch đâm xuống trái đất. Ánh sáng mặt trời bị chặn lại ở từng khí quyển, khiến nhiệt độ ở dưới đất giảm rõ rệt trong vòng một năm. Mùa đông năm 535-536 kéo dài đã dẫn tới hạn hán, mất mùa và đói kém tại nhiều nơi trên thế giới. Trung Quốc đã có tuyết rơi vào tháng 8, sương mù dày đặc ở Trung Đông và châu Âu, hay hạn hán hoành hành ở Peru. Một số học giả cho rằng hình thái thời tiết lạ này là một trong những nguyên nhân dẫn tới đợt bùng phát dịch hạch đầu tiên được biết tới ở châu Âu. Giới khoa học ngày nay vẫn chưa thể tìm ra chính xác điều gì đã gây ra hiện tượng giảm nhiệt trên toàn cầu năm đó. Một giả thuyết cho rằng một vụ phun trào núi lửa dữ dội đã tung khói bụi lên bầu khí quyển. Kết quả nghiên cứu các mẫu băng niên đại khoảng thế kỷ thứ 6 lấy từ Greenland và Nam Cực cho thấy chúng có chứa ion sunfat vốn có trong khói bụi núi lửa. Một số nhà nghiên cứu lại gợi ý thủ phạm của hiện tượng bất thường này là một vụ va chạm sao chổi với trái đất. Trên thực tế, năm 530 đã ghi nhận việc sao chổi Halley bay ngang qua trái đất. Rất có thể một mảnh thiên thạch vỡ ra từ Halley đã đâm xuống mặt đất, rồi tạo nên đám mây bụi khổng lồ trên. Thảm họa Tambora 1815, năm không có mùa hè. Tháng 4 năm 1815, ngọn núi lửa Tambora trên đảo Sumbawa, Indonesia, ở độ cao 2.772m so với mặt nước biển, bỗng nhiên bừng tỉnh và trở thành một trong những thảm họa núi lửa chết chóc nhất hành tinh. Dòng sông nham thạch từ miệng núi lửa đổ xuống đã cướp đi hàng chục nghìn sinh mạng. Trước khi phun trào, núi Tambora có độ cao khoảng 4.300m, nhưng sau đó chiều cao của nó chỉ còn khoảng 2.850m. Vụ phun trào núi Tambora được ước tính có sức công phá tương đương 800 triệu tấn thuốc nổ TNT, mạnh hơn 14 lần bom Sa Hoàng. Núi lửa tạo nên một cột bụi cao đến 43 km, phân tán bụi ra bầu khí quyển và bao quanh trái đất. Tương tự màn mây bụi thế kỷ thứ 6, đám mây bụi này di chuyển khắp thế giới và cản ánh nắng mặt trời chiếu qua, làm nhiệt độ dưới mặt đất giảm đi gần 3 độ C, đồng thời gây ra các hình thái thời tiết xấu trên diện rộng suốt một năm sau đó. Tại Ấn Độ, các trận hạn hán và lũ lụt do ảnh hưởng của thảm họa Tambora đã làm thay đổi hệ sinh thái ở vịnh Bengal, cũng như làm bùng phát đợt dịch tả giết chết hàng triệu người. Trong khi đó ở châu Âu, những cơn mưa lạnh buốt không ngớt trong thời gian dài đã gây ra nạn đói và bất ổn tràn lan. Còn ở Mỹ, tuyết rơi dày tại nhiều bang giữa tháng 6 phá hỏng mùa màng, làm kinh tế tuột dốc, và vùng lãnh thổ New England đã gọi năm 1816 là năm không có mùa hè. Sau thảm họa, mùa màng và môi trường đã bị phá hủy, con số người chết vì thiếu lương thực lên tới 82.000 người. Thảm họa Tambora cũng để lại dấu ấn trong khoa học và nghệ thuật. Giới khoa học cho rằng đám mây bụi từ núi lửa Tambora là nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của nhiều bức tranh tả cảnh hoàng hôn khá lạ lùng của Joseph Mallord William Turner, một danh họa nổi tiếng người Anh. Thời tiết biến đổi bất thường năm đó cũng đã dẫn đến nhiều câu chuyện thú vị khác. Ở châu Âu, chi phí mua đồ ăn cho ngựa quá đắt đỏ đã thôi thúc nhà phát minh người Đức Karl Drais chế tạo ra phiên bản sơ khai của xe đạp. Còn ở Thụy Sĩ, do thời tiết mưa u ám kéo dài, nhà văn Mary Shelley đã quyết định dành nguyên cả mùa hè ở trong nhà để sáng tác, rồi sau đó cho ra đời cuốn tiểu thuyết kinh dị kinh điển Frankenstein. Bão mặt trời 1859, sự kiện Carrington. Bão mặt trời xảy ra khi năng lượng từ tính bị dồn nén trong bầu khí quyển được giải phóng, tạo thành các vụ nổ của bức xạ và hạt tích điện từ. Sức mạnh của các vụ nổ này khủng khiếp, tương đương với hàng triệu quả bom khinh khí, thổi ra các luồng gió có khả năng phá hỏng bầu khí quyển trái đất. Đó chính xác là những gì đã xảy ra
trong khoảng từ 28 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 năm 1859, khi địa cầu bị tấn công bởi một cơn bão mặt trời lớn kỷ lục với sức mạnh chưa từng thấy. Hiện tượng này được gọi là sự kiện Carrington, đặt theo tên của nhà thiên văn người Anh Richard Carrington, người đầu tiên quan sát thấy một cơn bão mặt trời. Khi bão Carrington đổ bộ, bầu trời sáng lung linh từ khắp Bắc Bán Cầu tới vùng Caribe. Màn trình diễn ánh sáng quả thực rất đẹp, nhưng nguồn từ trường mà chúng mang tới đã làm rối loạn toàn bộ hệ thống điện tín liên lạc. Hàng loạt máy điện báo ở châu Âu và Bắc Mỹ bị trục trặc, tóe lửa, bốc cháy bất ngờ, khiến cho người sử dụng bị bỏng. Bầu không khí lúc đó tích đầy điện. Tại một số nơi, các kỹ thuật viên không cần lắp pin mà thiết bị của họ vẫn hoạt động được như thường. Một cơn bão mặt trời đủ lớn có thể đánh sập hệ thống liên lạc và mạng lưới điện thế giới trong nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm. Từ đó, vô vàn thứ sẽ bị ảnh hưởng như lưới điện, vệ tinh, hệ thống GPS, mạng Internet, điện thoại, các hệ thống giao thông. May là bão mặt trời Carrington đã tiêu tan vài ngày sau đó. Năm 2013, một nghiên cứu chung của công ty bảo hiểm Lloyd nước Anh và Viện Nghiên cứu Khí quyển và Môi trường Mỹ chỉ ra rằng nếu sự kiện bão mặt trời Carrington lặp lại lần nữa, thì chỉ riêng với khu vực nước Mỹ, thiệt hại đã lên tới khoảng 2,6 nghìn tỷ đô la Mỹ. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé! Đại dịch châu chấu 1874. Hiện tượng châu chấu phá hoại mùa màng là vấn nạn thường gặp vào khoảng cuối thế kỷ 19 ở vùng biên giới Mỹ. Nhưng sự kiện đen tối nhất phải kể đến là mùa hè năm 1874. Khí hậu khô ẩm của mùa xuân năm đó đã tạo ra một môi trường tuyệt vời để đàn châu chấu khu vực núi Rocky đẻ trứng ồ ạt. Hàng triệu triệu con côn trùng đã nở ra, vây hãm khắp các bang Nebraska, Kansas, Dakota, Iowa và một số nơi khác. Bắt đầu từ cuối tháng 6 năm 1874, bầu trời ở nhiều vùng đồng cỏ nước Mỹ bỗng tối sầm lại. Những con côn trùng chỉ nhỏ bằng đốt ngón tay xuất hiện, ăn điên cuồng sạch sẽ mùa vụ. Lúa mì, ngô, dưa, thuốc lá, lúa mạch, dâu tây, khoai tây, đậu. Tất cả đều là những món khoái khẩu của chúng. Số lượng châu chấu ước tính lên tới 12.000 tỷ con, khối lượng tổng cộng vượt 27 triệu tấn. Một sử gia sống tại St. Louis, Missouri đã viết, một nông dân ở phía nam thành phố có 15 mẫu ruộng trồng ngô, bị chúng ăn sạch chỉ trong vòng 3 tiếng. Chúng ăn trụi xuống tận gốc, như thể một chiếc máy cắt cỏ vừa càng qua. Đàn châu chấu tàn phá nền kinh tế các vùng nông thôn với tốc độ đáng kinh ngạc. Nông dân phải dùng đồ đạc che chắn những giếng nước, dùng lửa xua đuổi hoặc dùng thuốc súng. Tuy nhiên, mọi cố gắng đều vô dụng bởi vì bầy châu chấu quá đông. Mùa màng năm đó mất trắng gây thiệt hại hàng triệu đô la Mỹ. Quân đội Mỹ được điều động đến vùng gặp nạn để phân phát đồ cứu trợ, nhưng rất nhiều người dân đã rời khỏi nơi đây. Tình trạng tương tự vẫn còn xảy ra trong vài năm sau đó. Chỉ tới đầu thế kỷ 20, khi môi trường vùng núi Rocky thay đổi, châu chấu mới biến mất. Vụ nổ Tunguska 1908. Hơn 7 giờ sáng ngày 30 tháng 6 năm 1908, người Evenki bản địa và các cư dân Nga sống tại vùng đồi núi phía tây bắc hồ Baikal đã trông thấy một cột sáng bay vụt qua bầu trời Siberia. Khoảng 10 phút sau, tia sáng này lao xuống khu vực gần sông Tunguska, tạo nên một tiếng nổ lớn và luồng áp suất đủ mạnh để phá vỡ cửa kính ở cách đó nhiều km. Vụ va chạm này có sức công phá tương đương với từ 5 cho tới 10 triệu tấn thuốc nổ TNT, mạnh gấp hàng trăm lần quả bom nguyên tử đã ném xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản. Hơn 80 triệu cây rừng và vô số động vật trên khoảng diện tích hơn 2.100 km2 đã bị xóa sổ. Đáng ngạc nhiên, mặc dù đây là một vụ nổ có sức mạnh kinh hoàng, nhưng nó lại không gây ra bất cứ một thương vong nào cho con người. Cho đến tận vài hôm sau đó, thiết bị đo khí quyển và địa chấn ở tận nước Anh vẫn đo được dư chấn của vụ nổ và bầu trời ở khu vực châu Á vẫn sáng rực giữa ban đêm. Đến nay, nguyên nhân của hiện tượng này vẫn còn là một bí ẩn chưa có lời giải thỏa đáng. Các chuyên gia nhận định vụ nổ do một thiên thạch ngoài vũ trụ gây ra. Thế nhưng vào năm 1927, khi một đoàn thám hiểm Nga tiếp cận được hiện trường vụ nổ, họ không hề tìm thấy dấu hiệu của bất cứ hố sâu nào. Chỉ biết rằng các mẫu thực vật tìm thấy tại vụ nổ Tunguska có nồng độ niken và sắt cao, các kim loại thường gặp tại các hiện trường thiên thạch rơi.
khói mù nước Anh năm 1952. Không phải thảm họa thiên nhiên nào cũng hoàn toàn do yếu tố tự nhiên gây ra. Năm 1952, một loạt sự kiện liên hoàn đã diễn ra, cuối cùng dẫn đến thảm họa. Đầu tiên, vì mùa đông ở London khắc nghiệt, người dân đã sử dụng các thiết bị sưởi ấm liên tục, dẫn tới việc khói được xả ra khắp thành phố trong nhiều ngày. Sau đó, một luồng xoáy không khí xuất hiện, khói mù không thể bốc khỏi bề mặt khí quyển. Lượng khói tập trung trong thành phố ngày một dày đặc, cho tới khi tất cả chuyển thành màu đen. Người ta gọi sự kiện này là thảm họa khói mù, và đỉnh điểm là khi tầm nhìn giảm xuống dưới 30 cm, khiến người ta thậm chí không thể nhìn thấy chân của mình. Không chỉ làm xáo trộn sinh hoạt của người dân, khói mù còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của thành phố. Tầm nhìn tại nhiều nơi bị hạn chế chỉ còn bằng không. Để ra ngoài đường, người dân buộc phải đeo khẩu trang và mang theo đèn huỳnh quang. Các trường học, sân bay và ga tàu đều bị đóng cửa. Tại thời điểm đó, nồng độ bụi khói tăng gấp 10 lần bình thường. Các chất hóa học trong không khí còn phản ứng với nhau, tạo thành những đám mây axit độc hại. Gia súc chết ngạt trên đồng cỏ. Nhiều người bị nhiễm viêm phổi nặng. Trong 4 ngày, khoảng 4.000 người đã chết ngạt, hơn 8.000 người khác chết trong vài tuần sau đó do biến chứng. Sau 4 ngày, gió mới nổi lên và giúp phát tán lượng khói mù trong thành phố. Tuy nhiên, đợt khói mù này không phải là duy nhất. Các đợt khói mù khác còn diễn ra vào các năm 1873, 1880, 1882, 1891 và 1892. Nặng nề nhất là ở các khu tập trung nhiều nhà máy. Sau đợt khói mù năm 1952, các đạo luật đã được thông qua để cấm việc sử dụng than đá trong các nhà máy và lò sưởi gia đình. Chính phủ Anh còn ban hành đạo luật không khí sạch vào năm 1956, khuyến khích người dân chuyển sử dụng các loại nhiên liệu sạch hơn, đồng thời cấm các nhà máy thải khói tại một số khu vực. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!